Kinh Điều Ngự Địa thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Nhân câu chuyện vương tử Zeja Sena không tin người tu xa lìa được năm dục lạc. Đức Phật dùng ẩn dụ con voi chưa được thuần hóa và ẩn dụ người ở đỉnh núi kể phong cảnh đó cho người dưới chân núi để mô tả cảnh giới, lìa ái dục của bược chân tu, giải phóng khổ đau. Đức Phật khuyến khích các đệ tử sống đạo đức, phòng hộ sáu giác quan, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, vượt khỏi chướng ngại, tránh niệm trong các uy nghi, dứt năm trói buộc tâm, tu tứ niệm xứ, chứng đắc tứ thiền, đạt được giác ngộ. Nội dung bài kinh Kinh Điều Ngự Địa Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Raja Vương Xá, Gweluwana, Trúc Lâm Tại Kalanda Kana Hòa Phá, Chỗ nuôi dưỡng sóc Lúc bấy giờ Saji Ajira Tân học Samon đang trú tại một cái cốc trong rừng. Rồi vương tử Jaya Sena trong khi toàn bộ du hành đi đến Saji Ajiravata. Sau khi đến, nói với Saji Ajiravata những lời hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vương tử Jaya Sena nói với Saji Ajira Watta. Tôn giả Agiwe Sana, tôi có nghe như sau. Ở đây, tỳ kheo sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ được nhất tâm. Sự việc là vậy, này vương tử. Sự việc là vậy, này vương tử. Ở đây, tỳ kheo sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ chứng được nhất tâm. Thật tốt lành nếu tôn giả Agiwezana thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. Này vương tử, tôi không thể thuyết pháp cho vương tử như đã được nghe, như đã được học. Nếu này tôi thuyết pháp cho vương tử như đã được nghe, như đã được học. Và nếu vương tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn. Tôn giả Agiwesana, hãy thuyết pháp cho tôi, như đã được nghe, như đã được học, rất có thể tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của Tôn giả Agiwesana. Này vương tử, tôi sẽ thuyết pháp cho vương tử như đã được nghe như đã được học nếu vương tử có thể hiểu ý nghĩa lời nói của tôi như vậy là tốt đẹp nếu vương tử không thể hiểu lời nói của tôi hãy dừng lại trên sự trạng của mình chớ có hỏi tôi thêm nữa tôn giả agiwezana hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe như đã được học nếu tôi có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả agiwesana như vậy là tốt đẹp nếu tôi không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của tôn giả agiwesana tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi ở đây tôi sẽ không hỏi tôn giả agiwesana thêm nữa rồi saji achirawatta thuyết pháp cho vương tử Zaya Sena, như đã được nghe, như đã được học. Khi được nghe vậy, vương tử nói với Saji Ajira Wata như sau. Sự việc không phải như vậy, tôn giả Agiwesana. Trường hợp không phải như vậy, rằng tỷ kheo sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể chứng đắc nhất tâm. Rồi vương tử Jaya Seda sau khi nói lên với Saji Ajira Wata sự việc không phải như vậy và trường hợp không phải như vậy từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Saji Ajira Wata sau khi vương tử Jaya Seda ra đi không bao lâu liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đành lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Saji Ajira Watta kể lại cho thế tôn tất cả cuộc đàm thoại với vương tử Azaja Seja. Khi nghe nói vậy, thế tôn nói với Saji Ajira Watta: "Như vậy, này Agiwesana, nào có lợi ích gì?" Vương tử Jaya Sena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục thai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới chứng được sự kiện như vậy không xảy ra này agiwezana ví như giữa các con voi con ngựa hay con bò được dạy điều phục có hai con voi hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục được khéo huấn luyện và có hai con voi hai con ngựa hay hai con bò không được khéo điều phục không được khéo huấn luyện này agiwesana ông nghĩ thế nào hai con voi hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục được khéo huấn luyện các con ấy có thể đi đến khả năng điều phục có thể đạt đến điều phục địa không thưa vâng bạch thế tôn còn hai con voi hai con ngựa hay hai con bò được dạy điều phục nhưng không được khéo điều phục không được khéo huấn luyện các con ấy không được điều phục có thể đi đến khả năng điều phục có thể đạt đến điều phục địa như hai con voi hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục được khéo huấn luyện kia không thưa không bạch thế tôn cũng vậy, này Agiwesana, vương tử Zeya Sena sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục thai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Ví như này Agiwesana, một hòn núi lớn không xa làng hay thị trấn và có hai người bạn tay trong tay đi ra khỏi làng hay thị trấn ấy và đi đến hòn núi kia. Sau khi đến, một người bạn đứng dưới chân núi còn người bạn kia leo lên đỉnh núi. Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể nói với người bạn đứng trên đỉnh núi. Này bạn thân, bạn đứng trên đỉnh núi, bạn thấy những gì? Người kia nói: Này bạn thân, đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia nói, không có sự kiện này, bạn thân, không có trường hợp này. Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống chân núi, nắm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi để bạn nghỉ thở một thời gian rồi nói: "Này bạn thân, này bạn có thể thấy gì khi bạn đứng trên đỉnh núi?" Và người bạn ấy nói: "Này bạn thân, này đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái." Người kia có thể nói như sau: Vừa rồi, này bạn thân, chúng tôi hiểu bạn nói, không thể có sự kiện này. Này bạn thân, không thể có trường hợp này. Bạn đứng trên đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái, khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả ái. Nhưng này chúng tôi hiểu bạn nói, này bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi tôi thấy các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các ao hồ khả ái. Người kia nói như sau. Này bạn thân, vì tôi bị che khuất bởi sườn núi này nên không thấy được những điều đáng thấy. Cũng vậy, nhưng to lớn hơn, này Agiwesana, là vương tử Jaya Senat bị che khuất, bị chặn đứng, bị chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh uẩn này. Vương tử Jaya sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục hai nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại có thể biết, có thể thấy hay có thể chứng quả vị, chỉ có ly dục mới biết được chỉ có ly dục mới thấy được. Chỉ có ly dục mới đạt được. Chỉ có ly dục mới chứng được. Sự kiện như vậy không xảy ra. Nếu hai ví dụ này được ông đề cập cho vương tử Jayesana, thời vương tử Jayesana tự nhiên tin tưởng ông và khi đã tin tưởng sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. Nhưng làm sao, Bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi đến từ nơi con, cho vương tử Raja Sena khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được. Ví như, này Agiwezana, một vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành bào người nài voi này tượng sư hãy cưỡi con vương tượng đi vào rừng có voi khi ông thấy con voi rừng hãy cột nó lại vào cổ con vương tượng thưa vâng đại vương này agiwe người tượng sư vâng theo lời vị vua sát đế lỵ đã làm lễ quán đành cưỡi con vương tượng vào trong rừng có voi, thấy con voi rừng. Cột con voi rừng ấy vào cổ con vương tượng. Con vương tượng kéo nó ra chỗ ngoài trời. Cho đến như vậy, này Agiwesana, con voi rừng được đi ra đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Agiwesana, con voi rừng còn có sự tham luyến, tức là đối với rừng có voi. Người tượng sư tâu với vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành về con voi rừng ấy. Tâu đại vương, con voi rừng đã ra chỗ ngoài trời. Rồi vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành, bảo người điều phục voi. Hãy đến, này người điều phục voi, hãy điều phục con voi rừng này bằng cách điều phục nếp sống rừng của nó, bằng cách điều phục tâm tư rừng núi bằng cách điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, phiền não đối với rừng núi của nó bằng cách làm cho nó thích thú với thôn làng và bằng cách làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Thưa vâng, Tâu Đại Vương Này Agiwesana, người điều phục voi vâng theo lời vua sát đế lị đã làm lễ quán đành, đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi, để điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, phiền não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỉ. Và này Agiwesana, con voi rừng khi được nói với những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều người vui thích khiến nhiều người hoan hỉ liền nghe lóng tai chú tâm vào học hỏi tiếp đến người điều phục voi đem cỏ và nước cho con voi rừng này Agiwesana khi con voi rừng nhận cỏ và nước người điều phục voi mới nghĩ này con voi rừng sẽ sống rồi người điều phục voi khiến con voi rừng làm thêm một động tác khác này bạn nhặt lên này bạn đặt xuống này agiwezana sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi làm đúng theo lời dạy nhặt lên đặt xuống rồi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác này bạn đi tới này bạn đi lui này Agiwesana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đi tới, đi lui. Rồi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác. Này bạn, đứng dậy. Này bạn, ngồi xuống. Này Agiwesana, sau khi con vương tượng vâng theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đứng dậy, ngồi xuống. Rồi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác, tên gọi bất động. Người điều phục voi cột cái khiên bằng gỗ vào cái vòi của con vật to lớn và một người tay cầm ngọn giáo ngồi trên cổ và xung quanh một số người tay cầm ngọn giáo đứng bao vây. Và người điều phục voi Tay cầm một ngọn giáo với cán cây dài, đứng ở phía trước. Còn voi ấy làm động tác bất động, không có di động chân trước, không có di động chân sau, không có di động thân trước, không có di động thân sau, không có di động đầu, không có di động tai, không có di động ngà, không có di động đuôi, không có di động vòi. Còn vương tượng là con voi có thể nhẫn chịu đao, kiếm, tên, búa, chém, bắn, nhẫn chịu tiếng vang động của trống lớn, trống nhỏ, tù và, như là vang dòng tẩy sạch các tì vết nhơ bẩn, xứng đáng được vua dùng, một sở hữu của vua, một biểu tượng của vua cũng vậy này agiwesana ở đây như lai xuất hiện ở đời là bậc a à la hán tránh biến chi minh hạnh túc hiện thế, thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn như lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa môn, Bà La môn, Thiên, Nhân lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ta thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người ra trường hay con vị ra trường hay một người sinh ở giai cấp hạ tiện nào nghe Pháp ấy. Sau khi nghe Pháp, người ấy sinh lòng tín ngưỡng như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất ra phong khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy, ta nên cạo bò dâu tóc, đắp áo cả sa, xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ. Hay bỏ bà con quyến thuộc lớn Cạo bò râu tóc Đắp áo cà sa Và xuất ra từ bò gia đình Sống không gia đình Cho đến đây Này Agiwesana Là vị thánh đệ tử đi đến chỗ ngoài trời Nhưng này Agiwesana Các vị thiên, nhân có tham ái này tức là năm dục công đức. Rồi Như Lai huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy. Hãy đến, này tỳ kheo, hãy giữ giới. Sống chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghi tránh hạnh. Thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp. Này A-Ghi-We-Sa-Na, sau khi vị thánh đệ tử đã giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghi tránh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, họ lãnh và tu học trong học Pháp. Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy bảo hộ các căn. Khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì tai, không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì tai, thực hành hộ trì tai. Khi mũi người hương, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì mũi căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì mũi, thực hành hộ trì mũi. Khi lưỡi nếm vị, chớ có năm giữ tướng chung, chớ có năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì lưỡi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì lưỡi thực hành hộ trì lưỡi khi thân cảm xúc chớ có nắm giữ tướng chung chớ có nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì vì thân không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì thân, thực hành hộ trì thân. Khi ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, hãy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Này Agiwezana, sau khi vị thánh đệ tử đã hộ trì các căn, như lai huấn luyện thêm vị thánh đệ tử ấy. Hãy đến, này Tỳ kheo, hãy tiết độ trong ăn uống. Chân chính giác sát họ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị ra hại, để chấp trì phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Này Agiwezana, sau khi vị thánh đệ tử đã tiết độ trong ăn uống. Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy. Hãy đến, này tỳ kheo, hãy chú tâm cảnh giác. Ban ngày, khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại Pháp. Ban đêm, trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại Pháp ban đêm, trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, tránh niệm, tỉnh giác, hướng đến lúc ngồi dậy. Ban đêm, trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp này Agiwezana, sau khi vị thánh đệ tử đã chú tâm cảnh giác như lai huấn luyện thêm vị ấy, hãy đến này tỷ kheo, hãy thành tựu tránh niệm tỉnh giác. khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép bình bát thượng y đều tỉnh giác khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác khi đi đứng ngồi nằm thức nói yên lặng đều tỉnh giác này agiwesana sau khi vị thánh đệ tử đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy. Hãy đến, này tỷ kheo, hãy lựa một chú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy lựa chọn một chú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vì ấy, sau khi khất thực ăn xong, trên đường trở về, ngồi xuống, kiết già, giữ lưng cho thẳng, chú niệm trước mặt. Vì ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận vì ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, tránh niệm tình giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá vì ấy sống không trạo cử hối quá nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử hối quá từ bỏ nghi ngờ vì ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ không phân vân lưỡng lự gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp vì ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này những triền cái làm ô nhiễm tâm tư làm yếu ớt trí tuệ vì ấy sống quán thân trên thân nhiệt tâm tình giác tránh niệm để điều phục tham ưu ở đời quán thọ trên các cảm thọ nhiệt tâm tình giác tránh niệm để điều phục tham ưu ở đời quán tâm trên tâm nhiệt tâm tình giác tránh niệm để điều phục tham ưu ở đời quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tình giác chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời ví như này agiwesana một người điều phục voi đóng một cọc trụ lớn vào đất cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó để điều phục tâm tư rừng núi của nó để điều phục sự ưu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng núi để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Cũng vậy, này Aguiwesana, bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tính cư sĩ, để điều phục tâm cư sĩ, để điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của các cư sĩ để đạt được chánh trí để chứng ngộ niết bàn rồi như lai huấn luyện thêm vị ấy hãy đến này tỷ kheo hãy chú quán thân trên thân và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thâm hãy chú quán thọ trên các cảm thọ và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến cảm thọ Hãy chú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tâm liên hệ đến tâm. Hãy chú quán pháp trên các pháp và chớ có suy tư trên tâm liên hệ đến các pháp. Vì ấy làm cho dừng lại tâm và tứ. Chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tâm, không tứ nội tĩnh nhất tâm ví như một hồ nước nước bên trong tự dâng lên phương đông không có lỗ nước chảy ra phương tây không có lỗ nước chảy ra phương bắc không có lỗ nước chảy ra phương nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tầm ướt, làm cho sung mãn. tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, vì ấy thấm nhuần, tầm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sinh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sinh ấy thấm nhuần. Vì ấy ly hỷ chú xả tránh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và an chú thiền thứ ba, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng, hay sen trắng. Những bông sen ấy sinh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước. Nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tầm ướt. Đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, vị ấy thấm nhuần, tầm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân, không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Vị ấy xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Chứng và chú, thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng chùm đầu. Không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, vì ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ấy thấm nhuần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến tránh trí, tránh kiến. Vị ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sinh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo rũa, khéo mài, sáng trói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bào châu này đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo rũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được sâu qua hòn ngọc ấy. Sợi dây màu xanh Màu vàng, màu đỏ, màu trắng Hay màu vàng nhạt Cũng vậy, này đại vương Với tâm định tĩnh, thuần tịnh Trong sáng, không cấu nhiễm Không phiền não, nhu nhuyến Dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy Vì ấy dẫn tâm Hướng tâm đến tránh trí, tránh kiến Vì ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại hợp thành do cha mẹ sinh nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phấn toái đoạn tuyệt hoại diệt trong thân thức ta lại nương tựa và bị trói buộc với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Vì ấy chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp do ý làm ra. Đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ người ấy nghĩ đây là vỏ đây là cây lau vỏ khác cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra lại ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiếm thanh kiếm khác bao kiếm khác và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra lại ví dụ một người lột xác một con rắn người ấy nghĩ đây là con rắn đây là xác rắn con rắn khác xác rắn khác và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra cũng vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy, vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp do ý tạo thành, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông vị ấy chứng được các loại thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân hiện hình biến hình đi ngang qua vách qua tường qua núi như đi ngang hư không độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước đi trên nước không chìm như trên đất liền ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim với bàn tay chạm giờ mặt trăng và mặt trời những vật có đại oai lực đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên Ví như một người thợ gốm khéo tay hay đệ tử người thợ gốm với đất sét khéo nhồi nhuyễn có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Lại ví như một người thợ ngà khéo tay hay đệ tử người thợ ngà với ngà khéo đẽo rũa có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Lại ví như người thợ vàng khéo tay hay đệ tử người thợ vàng. Với vàng khéo tình nguyễn, có thể làm các loại đồ vàng theo sở thích. Cũng vậy, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông vì ấy chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân hiện hình biến hình đi ngang qua vách qua tường qua núi đi ngang qua hư không độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước đi trên nước không chìm như đi trên đất liền ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim với bàn tay chạm giờ mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến thiên nhị thông. Vì ấy, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gần. Ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập xõa và tiếng kiềng. Người ấy nghĩ, đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa tiếng sập xõa tiếng kiềng cũng vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến thiên nhĩ thông vị ấy với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Vị ấy sau khi đi sâu vào tâm của chúng sinh, của loài người với tâm của mình vì ấy biết được như sau tâm có tham biết là tâm có tham tâm không tham biết là tâm không tham tâm có sân biết là tâm có sân tâm không sân biết là tâm không sân tâm có si biết là tâm có si tâm không có si biết là tâm không có gì. Tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng tâm thiền định biết là tâm thiền định tâm không thiền định biết là tâm không thiền định tâm giải thoát biết là tâm giải thoát tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát ví như một người đàn bà một người đàn ông một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch sáng suốt hay một chậu nước trong nếu mặt có tì vết liền biết mặt có tì vết nếu mặt không có tì vết liền biết mặt không có tì vết cũng vậy với tâm định tĩnh không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vì ấy dẫn tâm hướng tâm đến tha tâm thông vì ấy sau khi đi sâu vào tâm của chúng sinh của loài người với tâm của mình vì ấy biết được như sau tâm có tham biết là tâm có tham tâm không tham biết là tâm không tham tâm có sân biết là tâm có sân tâm không sân biết là tâm không sân tâm có si biết là tâm có si tâm không có si biết là tâm không có si tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú tâm tán loạn biết là tâm tán loạn đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm, biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vì ấy dẫn tâm hướng đến túc mạng minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời 4 đời 5 đời 10 đời 20 đời 30 đời 40 đời 50 đời 100 đời 200 đời 1.000 đời 100.000 đời, đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, Dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, vì ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết Ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ, ta từ làng của mình đi đến làng kia. Nơi đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này từ làng kia ta đi đến làng nọ tại đấy ta đã đứng như thế này đã ngồi như thế này đã nói như thế này đã yên lặng như thế này từ nơi làng nọ ta đã trở về làng của ta như vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời. Một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sinh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sinh ra ở đây như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sinh vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sinh, vị ấy biết rõ rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng và này các hiền giả những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh? theo tránh kiến tạo các nghiệp theo tránh kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú cõi trời cõi đời này như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sinh vị ấy biết rõ rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng ví như một tòa lầu có thượng đài giữa ngã tư đường một người có mắt đứng trên ấy sẽ thấy những người đi vào nhà đi từ nhà ra đi qua lại trên đường ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng người ấy nghĩ những người này đi vào nhà những người này đi từ nhà ra những người này đi qua lại trên đường những người này ngồi giữa ngã tư trên đài thượng cũng vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của chúng sinh. Vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sinh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. Và này các hiền giả. Những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân hỏi mạng chung được sinh lên thiện thú cõi trời cõi đời này như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sinh vị ấy biết rõ rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang Người đẹp đẽ, kẻ thô xấu Người may mắn, kẻ bất hạnh Đều do hạnh nghiệp của chúng Với tâm định tĩnh, thuần tịnh Trong sáng, không cấu nhiễm Không phiền não, nhu nhuyến Dễ sử dụng, vững chắc Bình thản như vậy Vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí vì ấy biết như thật Đây là khổ Biết như thật Đây là nguyên nhân của khổ Biết như thật Đây là khổ diệt Biết như thật Đây là con đường đưa đến khổ diệt Biết như thật Đây là những lậu hoặc Biết như thật Đây là nguyên nhân của lậu hoặc Biết như thật Đây là diệt diệt trừ các lậu hoặc biết như thật. Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Ví như tại dãy núi lớn, có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ, sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua bơi lại, hay đứng một chỗ vì ấy nghĩ đây là hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm đây là những con hến con sò những hòn đá hòn sọn những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ cũng vậy với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Biết như thật, đây là những lậu hoặc biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc. Biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Tỷ kheo kham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của mũi, ruồi, gió, mặt trời và các loài bỏ sát các ác ngữ, các lời nói chửi mắng. Vì ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thấm khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết. Được gột sạch về uế nhiễm tham, sân, si. Vì ấy xứng đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chắp tay là vô phượng là vô thượng phước điền trên đời nếu này agiwesana một con vương tượng tuổi già chết đi không được điều phục không được huấn luyện thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục nếu này agiwesana một con vương tượng tuổi trung chết đi không được điều phục không được huấn luyện thời con vương tượng bậc trung được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục nếu này Agiwesana, một con vương tượng tuổi trẻ chết đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời còn vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục cũng vậy này agiwesana nếu vị trường lão tỷ kheo chết với lậu hoặc chưa được đoạn tận thời trường lão tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục nếu này agiwesana một tỷ kheo trung niên một tỷ kheo trung niên chết với lậu hoặc chưa được đoạn tận thời tỷ kheo trung niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục nếu này agiwezana một tỷ kheo thiếu niên chết với lậu hoặc chưa được đoạn tận thời tỷ kheo thiếu niên được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục nếu này agiwezana một con vương tượng tuổi già khéo điều phục khéo huấn luyện chết đi thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã chết với cái chết được điều phục nếu này agiwezana một con vương tượng tuổi trung khéo điều phục khéo huấn luyện chết đi thời con vương tượng bậc trung được gọi là đã chết với cái chết được điều phục nếu này Agiwesana một con vương tượng tuổi trẻ khéo điều phục khéo huấn luyện chết đi thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Cũng vậy, này Agiwezana, nếu một trường lão tỳ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời trường lão tỳ kheo được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu này Agiwezana, một trung niên tỳ kheo với lộ hoặc đã đoạn tận chết đi thời trung niên tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết được điều phục nếu này aguigwezana một thiếu niên tỷ kheo với lộ hoặc đã đoạn tận chết đi thời vị thiếu niên tỷ kheo được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục Thế Tôn thuyết rằng như vậy. Saji Ajirawatta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.